kênh Bếp Của Vợ xin chào các anh chị và các bạn. Một chảo thịt kho măng cực kỳ đẹp và màu sắc rất là bắt mắt luôn, rất là ngon luôn đó ạ. Nhìn quá hấp dẫn phải không ạ? Nhìn là muốn có một cái chén cơm trắng ăn thì tuyệt vời luôn. Hôm nay kênh Bếp Của Vợ sẽ chia sẻ cho tới các anh chị và các bạn các cách kho thịt cho nó lạ miệng và ăn thật là đưa cơm nha. Đây là thịt kho măng, món cho ngày hôm nay nhé, món ăn cho ngày hôm nay của gia đình kênh Bếp Của Vợ đó ạ. Rồi nếu mà các anh chị cảm thấy cũng thích thú và cũng muốn thưởng thức cái vị của cái thịt kho măng này thì hãy bắt tay và làm chung với kênh Bếp Của Vợ đi nào. Rồi đây là tất cả các nguyên liệu gồm có nha. Đầu tiên em sử dụng đó là măng này ha. Măng này thì em mua trong siêu thị nó có vị hơi chua chua một tí. Rồi tiếp em sử dụng thịt nạc. Rồi hành lá, tỏi, ớt và hành củ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xắt cái măng này ra thành cái miếng vừa ăn nhé. Các anh chị cũng có thể thay thế thịt nạc vai thành thịt ba chỉ. Tùy thích thôi, mình muốn ăn thịt nhiều mỡ hay thịt đùi gì cũng được. Cái này thì không có bắt buộc ha. Măng thì mình cứ xắt khúc nhỏ nhỏ như thế này cho nó vừa ăn và nó sẽ dễ thấm cái gia vị kho vô đấy ạ. Rồi bây giờ em sẽ đi rửa lại với nước sạch nhé. Rửa qua để cho nó giảm cái vị mặn của măng. Tại vì măng mà người ta muối á, người cũng hơi mặn mặn một tí nên sẽ giảm ha. Bây giờ trước tiên em sẽ bắt lên một cái nồi và em cho nước sôi bằng cái bình đun siêu tốc lên. Và em trần sơ qua măng qua nước ha, qua nước sôi. Tại vì trần như thế này là tại vì cái vị măng của em á, thì nó sẽ hơi mặn mặn và nó sẽ hơi chua. Bây giờ em sẽ giúp cái cách mà cho nó ra và nó vẫn giòn thì em sẽ cho một xíu muối và một xíu bột ngọt vô ạ. Rồi thịt này thì chúng ta sẽ đi rửa sạch nhé. Và mình sẽ xắt nhỏ luôn. Đây em đã xắt nhỏ để rút ngắn thời gian nhé. Rồi em sẽ nêm vô cái phần thịt này nước mắm mà. Em sẽ cho tầm 3 muỗng canh nước mắm nha. Một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê bột nêm hoặc là bột canh nhé. Rồi hoàn toàn nếu mà các anh chị có để ý kênh Bếp Của Vợ thì hoàn toàn các cái món kho đều có tương ớt và một chút tiêu. Tương ớt thì sẽ giúp cho cái món kho của mình màu nó lên đẹp, và cái thứ nhất, cái thứ hai nó sẽ tạo cho cái độ sánh của cái thịt kho hoặc là cá kho thì rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đảo đều và để cho cái gia vị nó thấm vô cái miếng thịt nha. Quay lại thì cái nồi măng của chúng ta bắt đầu đang sôi lên từ từ ha. Em sẽ cho thêm một tí bột ngọt vô đây, vô cái thịt kho nha. Thì cho em xin nhắc ha, tại vì gia đình em ăn hơi mặn nên nếu mà các anh chị nào mới làm theo công thức kênh Cốc Bếp Của Vợ thì mình có thể tiết chế từ từ nhé. Mình có thể nêm theo khẩu vị của gia đình mình. Nên là mình ăn cái gia vị nào nhiều hơn thì mình cho nhiều hơn. Và bây giờ thì cái măng của chúng ta đã bắt đầu sôi rồi, bây giờ em sẽ mang ra và em rửa sạch với nước lạnh nhé. Và em bắt lên một cái chảo. Em sẽ cho dầu vô và khi dầu đã nóng thì chúng ta sẽ bỏ hành tỏi phi vô và mình phi thật là thơm nhé. Rồi khi mà tỏi đã thơm rồi em sẽ bỏ măng vô em xào để cho nó áp cái mùi thơm của tỏi, nó sẽ áp đi cái mùi hơi nồng của măng á. Và em sẽ cắt khúc hành gốc hành vô nha, để cho nó thơm. Và em sẽ cho vô đây một tí bột ngọt và một tí bột canh nhé. Bột nêm cũng được ạ. Và mình nêm từ từ nhẹ, nhẹ tay thôi nha. Rồi một xíu nước mắm.
để cho cái gia vị nó có thể thấm đều vô cái miếng măng này, và nó sẽ giúp cho miếng măng măng của mình nó đậm đà hơn, và khi mà mình kho thì nó sẽ không có bị lạc ha. Thì hoàn toàn tất cả những muốn gia vị nó thấm thì mình nên xào qua hoặc là mình rim trước rồi mình mới đổ nước rồi. Rồi bây giờ măng của em nó bắt đầu nó chín hơi rồi, hơi chín rồi, em sẽ tắt bếp và lấy ra ngoài nha. Mình sử dụng cái chảo đó luôn. Đây em đã đổ măng ra cái tô này và em sử dụng cái chảo này luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho vô đây có khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu này là dầu hành phi của em, phi đó, nó còn dư ha. Và em sẽ cho vô đây 2 muỗng canh đường để mình tạo màu cho cái phần thịt kho của mình nó thêm phần hấp dẫn ha. Và em sẽ cho thêm 1 muỗng canh đường vô cái phần thịt kho, tại vì vừa nãy em chưa có ướp đường. Rồi bây giờ mình sẽ chờ cho đường nó tan ra và nó tạo màu ha. Cái phần nước màu của chúng ta bắt đầu đang tạo màu rồi, đang lên một cái màu nâu cánh gián rất là đẹp luôn. Rồi khi mà được cái màu ưng ý rồi, chúng ta sẽ cho hành và hành củ và tỏi vô chúng ta phi thơm luôn. Là khi mà chúng ta phi thơm á thì cái màu nó sẽ bắt đầu lên ha, và nó sẽ đẹp lắm. Rồi khi mà hành, tỏi và đã thơm và vàng rồi, chúng ta sẽ cho thịt, cái phần thịt đã ướp vô và xào cho thật là xanh. Xào xanh trên lửa như thế này sẽ có tác dụng giữ cho cái thịt của mình nó thấm đều bên trong và nó sẽ không có bị không có bị lạc đi khi mà chúng ta có thể cho nước á. Khi chúng ta cho nước thì nó sẽ không có bị lạc nha. Rồi bây giờ thịt của chúng ta đang bắp rất là xanh luôn và cái nước màu nó đang là tạo màu rất là đẹp. Rồi khi mà thịt đã bắt đầu xanh vô rồi và chúng ta sẽ đổ cái phần măng đã xào qua và đổ vô nhé. Tại vì măng của chúng ta cũng đã chín và thịt của chúng ta cũng đã gần chín rồi nên chúng ta chỉ cần rim trên bếp cỡ tầm 5 tới 10 phút là thịt của chúng ta đã bắt đầu thấm đều và tất cả các nguyên liệu đã hòa quyện vào nhau, tạo một cái mùi vị rất là thơm và nồng nàn luôn ạ. Đó, bây giờ chúng ta chỉ cần rim cỡ tầm 5 tới 10 phút là mình đã có một cái đĩa thịt kho măng rất là hoành tráng lệ luôn và màu sắc quá đẹp phải không ạ? Đó, chúng ta sẽ hạ nở lửa nha và mình rim thêm cỡ tầm 5 tới 10 phút. Bây giờ em sẽ đậy nắp nha. Cái chảo của em nó hơi lớn mà cái nắp thì nó hơi nhỏ nên em sử dụng cái cách này. Rồi đây là phần thịt của chúng ta đã rim được từ 5 tới 10 phút và phần thịt chúng ta đã bắt đầu sánh lại. Cái nước thịt kho bắt đầu sánh và màu măng lên rất là đẹp luôn. Cái măng này em mua thì nó chua nhiều hơn mặn ha. Nên là em sẽ trần cho thật kỹ và mình kho chung thì mình sẽ không có sợ nó mặn. Bây giờ em sẽ cắt ra cho ớt nó ra được cái vị ớt đó, nó cay ha. Tại vì gia đình em ăn cay cũng hơi bị yếu đó. Nên là không thích cho ớt nhưng mà phải nhín. Rồi tới đây thì chúng ta sẽ cắt ớt và bây giờ chúng ta sẽ rắc hành lên ha. Hành chúng ta xắt nhỏ và chúng ta sẽ rắc lên. Màu vàng của măng, màu nâu cánh gián của thịt kèm thêm màu xanh của hành lá, một chút đỏ của ớt thì tạo quá điểm nhấn, quá nhiều điểm nhấn cho một cái bữa ăn hoành tráng đúng không ạ? Rất là ngon và màu sắc cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà mùi vị quan trọng là mùi vị không thua kém đâu ạ. Cái này ăn kèm với cơm trắng thì tuyệt vời luôn.
Bây giờ em sẽ chiếu cận cảnh cho các anh chị coi cái chảo thịt kho măng của chúng ta nó hấp dẫn như thế nào ha. Có đủ kích thích các anh chị vào bếp liền với kênh Bếp của Vợ không nhé. Đây là thành phẩm của chúng ta nè. Rồi hôm nay kênh Bếp của Vợ đã chia sẻ cho các anh chị cái cách làm thịt kho măng biến tấu một chút để cho cái mình có một cái bữa ăn không bị nhàm chán ạ. Nếu các anh chị có cái cách kho thịt nào khác thì hãy góp ý cho kênh Bếp của Vợ nha, để kênh Bếp của Vợ có thêm một cái kỹ năng nữa vào bếp. Kênh Bếp của Vợ luôn luôn nhận những lời đóng góp tích cực nhất của các anh chị để kênh Bếp của Vợ ngày càng hoàn thiện mình hơn. Rồi kênh Bếp của Vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những clip tiếp theo ạ.